À, trong video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa điện thoại di động nha. Mình có nhận của khách cái con Nokia X2 các bạn. Nokia X2 Dual SIM nha các bạn. Và hai SIM ha. Cái này hiện tượng của nó là mình cắm vô các bạn, cắm pin vô nó không boot được nha các bạn. Nó chỉ khởi động cái logo Nokia thôi. Nó tự động, nó auto nha các bạn. Đây nè. Các bạn cắm pin vô nè. Cắm pin vô nha. Đó, nó tự động nó chuẩn bị stop á các bạn. Xong rồi nó giống như reset đó các bạn. Nó không có boot lên được nha. Đó, nó tự động tắt nguồn nè. Tắt nguồn khởi động lại nè các bạn. Nhiều bạn lầm tưởng cái trường hợp này nó bị lỗi software nha các bạn, lỗi firmware nha. Nhưng mà khi các bạn mà cắm cáp vô chạy chương trình cho nó thì tất nhiên là không chạy được nha các bạn. Đa phần cái lỗi này á nó do cái nút nguồn nha các bạn. Cái nút nguồn là power key nè. Cái trường hợp này các bạn có thể thay thế nha, thay thế cho mấy cái máy như máy một là cái máy chạm chạm phím các bạn, những cái máy iPhone hoặc Samsung các bạn. Hoặc là máy LG á, là trước khi các bạn mà sửa cái ban này á, cái ban này là ban mất bút này á, thì các bạn phải kiểm tra nút nguồn cho mình nha. Đây, mình sẽ tiến hành tháo nha. Các bạn tháo ốc ra cho mình, các bạn dùng cái vít T5 nha các bạn. Dùng vít T5 cho mình nha. Cái trường hợp sửa này á, Nokia X2 nè, có thể áp dụng cho tất cả các điện thoại đi nha các bạn. Điện thoại á, các bạn gặp cái trường hợp cho dù máy cùi bắp hoặc máy smartphone các bạn, iPhone cũng vậy. Mà các bạn có thấy cắm hiện tượng là các bạn cắm gắn pin vô á, nó tự động nó stop, nó khởi động lên các bạn, nó khởi động lên mỗi từ reset lại các bạn, là nó không, nhưng mà nó không boot vô được các bạn. Mà các bạn nhiều bạn không biết cứ nghĩ chạy chương trình á, chạy chương trình là hết up ROM á các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn cắm cáp vô á, nhiều khi nó không nhận cáp nha các bạn, nó cứ khởi động, nó cứ stop, nó cứ khởi động lại liên tục vậy á. Lời khuyên của mình á, cái lời đầu tiên á là các bạn cứ kiểm tra cho mình cái nút power key nha các bạn, cái nút nguồn ha. Đây, mình mở ra rồi nha các bạn. Các bạn lấy cái dũa ha, cái dũa các bạn đậy lên nha. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái mainboard của nó nha các bạn. Đây nè, mainboard nè. Cái này cái cáp nguồn nha các bạn. Cáp nước nguồn á, cáp nước nguồn sẽ có ba cái nha các bạn, ba cái địa chỉ là power key nè các bạn, power key. Cái nút này là nút volume down, cái này volume up ha. Và các bạn mình sẽ test thử nha các bạn. Các bạn cứ cắm vô nha. Đây nè, mình sẽ bật cái dùng bộ nguồn nha các bạn. Vặn, các bạn điều chỉnh cho mình cái nút khoảng 4V nha các bạn. Điều chỉnh cái mức áp 4V nha. Rồi các bạn cặp vô ha. Đây nè, các bạn thấy không? Mát đó các bạn, tại vì mát đó các bạn, mát các bạn kẹp dưới nha. Còn cái chân ngoài bìa nè, là chân dương của battery các bạn, chân dương của pin nè các bạn. Đây nè, chân dương của pin ha. Rồi các bạn cặp vô, các bạn nhìn quan sát cái đồng hồ cho mình nha. Đó các bạn thấy không, cắm vô nó tự động boot lên, dòng nó boot lên rồi. Đâu, nó tự động boot rồi, nó start, nó khởi động lại nha các bạn. Đây nè, kim dòng nó boot nè, không boot được nổi nè các bạn, thấy không? Cắm đây nè, các bạn tháo ra nha, tháo ra cho mình nha, tháo cái cách ly á, cách ly cái nút power key nè, cách ly tháo ra nha. Rồi các bạn cặp lại. Đây nè, thấy không? Các bạn quan sát thấy không? Nó không lên kim nha các bạn, không yêu dòng nha. Dòng nó mất bút luôn nha, cái này ok nha. Đây là các bạn, mình hướng dẫn các bạn thợ luôn á. Các bạn thợ mà mới ra nghề, các bạn chưa có kinh nghiệm sửa chữa, các bạn có thể test như vậy luôn nha. Hoặc là anh em nào muốn sửa chữa điện thoại di động á,
và cái quan sát cái hiện tượng rồi các bạn ấy nha. Đây nè, các bạn cặp nguồn vô nè, cặp mát nè, nó không lên nha bạn, không lên kim nha. Mà khi bạn gắn lại nút power key vô đó, gắn lên bò đó. Rồi các bạn thấy không, đây nè, nó boost lên nè bạn, đây là nó boost lên thấy không, và chứng tỏ là cái nút nguồn nè, nút nguồn nó bị chạm nha các bạn. Ở đây các bạn, trên thị trường đây nè, những cái main này nè, main by LG nè các bạn, cái mấy của khách luôn nha, cái main LG á các bạn, cái power key nè các bạn, có hai loại nha, cái power key á, nút mở nguồn á là có loại dùng cáp nha các bạn, cáp nào nó gắn trên bo trực tiên, nó gắn có một cái nút power key gắn rồi nè, cái gọi là cáp nút nguồn ha. Còn một cái như cái máy của mình là Samsung Galaxy S3 nè các bạn. Mấy cái máy này các bạn là nó có nút power key nha các bạn, power key mà nó là nút cơ, nút gắn on board luôn nha các bạn. Nó không có dùng cáp ha. Đây nè. Các bạn thấy không? Đây là cái nút mở nguồn của cái Galaxy Samsung Galaxy các bạn. Đây nè, là nó cái nút nguồn nó hàng gắn trực tiếp trên bo luôn nha các bạn. Mấy cái máy nó dùng nhất là dòng mấy Nokia, mua Nokia cũng vậy các bạn, Nokia rồi mấy Samsung cũng vậy, là có hai dòng máy iPhone là cái cách kiểm tra y hệt như vậy các bạn. Trước khi các bạn phải đo nha, cái đo cái nút nguồn này nha, cho dù cái nút nguồn on bo, cái nút nguồn trên bo này các bạn, nút thiết kế nút nguồn này nè, hoặc là cái nút nguồn mà dùng cáp đó các bạn, cáp này á thì các bạn cứ kiểm tra cho mình nha, kiểm tra nút nguồn cho mình. Các bạn lấy cái dùng cái gì bất kỳ cái gì cũng được nha các bạn. Đây mình vừa sử dụng cái đồng hồ số, đồng hồ kim này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát nè, thang đo nhân 1 nha. Đây các bạn vặn thang đo nhân 1 cho mình nha. Đó, các bạn chụp quay đo, tháo này ra nè, tách cái nút nguồn ra nha bạn, tách ra cách ly đó nha. Các bạn đo nha bạn, tại vì cái chân nút nguồn này cái số 4 chân nha bạn, cái phím nguồn á, các bạn cái tay tách ra ấy nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, kiếm nó lên nha, kiếm lên nha, một cái nha các bạn. Đây nè, kiếm lên nè, mình đo cho hai chân bìa nè, một chân cái chân bên trái hai, rồi hai chân bên phải nha. Đây nó lên hết rồi nha các bạn, các bạn thấy không, kiếm nó lên là nó bị chạm nha các bạn. Còn cái nút mình đo cái nút kế tiếp nha các bạn, cái nút volume down nè, volume down đây nè, nó lên một cái nút kế bên nó không lên nha các bạn. Đây nè, đây nó lên hai, tại vì hai cái đường thẳng á, ở giờ này nó thông nhau, nhưng mà hai cái nước này nè các bạn, đây là volume down này không lên nha các bạn. Đây là nó không lên nha. Đó, các bạn so sánh với cái nút power key bên đây nè, đây là các bạn thấy không, nó lên không, đây nè, nó lên đó các bạn thấy không. Chứng tỏ cái nút này bị chạm nha các bạn, chạm á sẽ có hai cách các bạn xử lý, các bạn quan sát cho mình nha, xung quanh nha, xung quanh á nó sẽ có một cái mấy cái như bị oxy hóa vô nước các bạn. Các bạn dùng cái mũi dao nha, các bạn cạo cho mình nha. Nếu mà các bạn quan sát nha, thấy cái nút này á mà nó bị oxy hóa vô nước á, các bạn cạo xung quanh nha, nó ra ten các bạn, nhất là ra ten hay bị nha các bạn. Quay xong quay cạo xung quanh nha, cạo cho nó hết ten là ok nha các bạn, rất dễ nha. Đây nè, cạo cho nó bớt chạm nha các bạn. Tại đa phần mấy nút này các bạn nó bị oxy hóa ra ten bên đây nè. Lần nhắc lại nha các bạn, cái mấy cái nút power key á sẽ có hai loại nha các bạn.
một ví dụ dùng các phím nha các bạn, các phím á, phím tại phím nguồn á, đây là nhưng hoặc là hai là gì nó dùng on board nha các bạn, on board giống với mấy Samsung nha các bạn, Samsung, LG gì á, Nokia cũng vậy các bạn. Nó sẽ có thiết kế một cái nút riêng nha các bạn, nút nguồn, nút mở nguồn riêng á, đây là cái nút mở nguồn riêng nè ha. Còn chơi một số dòng mà bên cái máy iPhone đó các bạn, iPhone á, iPhone là cái nút power key, nó dùng cáp nha các bạn, cáp nút nguồn nha, dùng cáp nút nguồn là mấy cái máy như một số cái máy LG các bạn nó cũng dùng cáp nha, tại vì có hai loại ha. Rồi các bạn sơ qua cạo cạo sơ chung quanh cho mình nha. Tại vì dưới ra vô nước ra ten các bạn, các bạn cứ cạo hết ha. Cạo mọi các bạn, cuối cùng các bạn đo lại nha. Nếu không có các bạn dùng R7 cũng được nha bạn, mà xịt vô ha, mọi người cạo sơ ha. Rồi giờ để mình đo lại nha các bạn, đo lại cái nút nguồn này nha. Trường hợp mà các bạn cạo không hết nha các bạn mình hướng dẫn các bạn tiếp vào ấy nữa nha. Đây nè. Đây này nha các bạn đo đo sao mà cái lại nó không thấy chạm đây nha các bạn, không thấy chạm nè, các bạn nhìn cái đồng hồ nè, không thấy chạm là ok nha các bạn, không nó không lên kim nó là ok, là mình sửa không nha các bạn, đó mình đo ok nha các bạn, nhớ nha các bạn cạo quá cạo nhớ cạo nha các bạn. Tùy bên đây á các bạn kiểm tra là thấy ra ten nè. Nào các bạn cạo, cứ cạo xung quanh ha, cạo đây nè. Nó có ra ten các bạn dùng xăng một là dùng xăng hai ấy ha. Còn để mình hướng dẫn các bạn sửa trường hợp á, đây là trường hợp mà nếu mà cái các phím này các bạn cạo mà không hết ha. Các bạn tháo, cứ tháo ra cho mình nha, tháo nguyên ra nha các bạn. Đây nè. Các bạn tháo các phím này ra luôn nha. Một á là các bạn như bạn không thích sửa, các bạn cứ ra ngoài tiệm á, các bạn mua cái cờ các phím các bạn thay ha. Cái cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động các bạn, nó bán sẵn các mấy cái phím này nha. Còn có các bạn muốn độ chế lại á, hoặc là các bạn muốn sửa chữa thì các bạn mở ra các bạn tháo nha các bạn. Đây nè. Mày cậy ấy nha các bạn, thôi nó đứt cái cáp phím nha các bạn. Cái dễ đứt lắm nha. Cáp phím nó mỏng lắm. Đây nè. Đây, mình đã thấy lấy ra các phím rồi nha các bạn. Đó, mình nói chưa? Cái trường hợp đó các bạn mà cạo á, các bạn không hết á thì các bạn xử lý nha các bạn. Lấy một cái lưỡi lam á các bạn nảy cái này lên nha. Rồi các bạn kiểm tra bên trong có bị oxy hóa gì không nha các bạn. Tại vì cái các phím này á mình đã sửa thôi ok rồi nha. Nên mình không có mở ra nha. Rồi để mình lấy cái cáp demo đó các bạn, để demo cho các bạn xem ha. Đây nè, ví dụ như các phím đó các bạn lấy cái lưỡi lam á các bạn cạo nha. Còn tách cái phần ấy ra nha. Đây nè. Bên trong nó cũng có chén phím nha các bạn, cái này chén phím mà. Rồi các bạn cạo ra các bạn vệ sinh lại nha. Đây các bạn thấy không, quan sát cho mình nha. Đây nè, thấy không, bên trong á là có cái tiếp điểm bên ngoài các bạn, tiếp xúc bên ngoài ha, bên ngoài có hai cái vòng tròn bên trong này các bạn. Rồi các bạn cứ đo kiểm tra nha, coi nếu mà nó vô nước ra ten cái này các bạn dùng một dùng xăng các bạn, dùng xăng rồi các bạn dùng gòn các bạn lau ha, rồi các bạn chà
và nhóm sạch nha các bạn. Từ khi xài lâu các bạn, cái này cũng bị vô nước oxy hóa. Là hai cái này, cái đúc này nó chạm nhau nha các bạn. Hai cái đường viền một chồng bên trong bên ngoài này nó chạm nhau nè. Cái này nó sẽ ăn liền với cái CPU, con CPU nha các bạn. Nếu các bạn vệ sinh cho kỹ mọi đo lại, đo cái đường viền bên trong bên ngoài ha. Ví dụ từ cái nút cái phím này á, mình đã sửa xong rồi mình không có mở ra nha các bạn. Mở ra cái ông dán vô lại ấy. Rồi. Mà nếu mà trường hợp các bạn sửa kiểm tra không hết á, các bạn cứ đo nha, đo tổng chở, đo cái vòng trong vòng ngoài cho mình ha. Đồng hồ kim, đồng hồ số cũng được. Đây là mình, đây là mình đo thử nè. Đó các bạn thấy không? Đây mình chụp quay đo vô nè. Nó lên kim nha các bạn. Đó lúc đầu á các bạn, nếu mà trường hợp các bạn chụp hai cái nè. Hai cái này nè, nó không lên kim ha. Nó không kim là ok nha các bạn. Còn trường hợp mà ha, các bạn chạm hai cái vòng trong vòng ngoài này á mà nó lên kim á là hư nha các bạn. Nó bị chạm nha. Và các bạn phải vệ sinh lại nha. Hoặc anh em nào không thích ấy á, không thích sửa thì các bạn thay cấp phím mới cho anh nhanh ha. Anh em không có thời gian sửa, các bạn thay cấp phím mới cho mình cho nhanh ha. Còn đối với trường hợp các bạn, đối với trường hợp mà mấy cái máy như Samsung Galaxy nè các bạn, mấy cái máy cái nút nguồn các bạn on board thì nó chạm như vậy các bạn. Nào đối với những cái máy này các bạn, dù đó các bạn có thể thay, nhiều khi nút nguồn bên trong nó bị chạm y hệt như vậy các bạn. Các bạn khò hay dùng món hàng các bạn tháo ra luôn nha, tháo ra mà các bạn đo hai chân nha, tại vì nó có hai chân các bạn, chân âm với chân, hai chân này nó giống như hai cái miếng cái vòng tròn các bạn, cái vòng tròn nãy á, cái vòng tròn trên các phím đó các bạn, là các bạn đo coi nó chạm nhau, chạm là các bạn coi chậm tụng nha. Từ cái mấy cái cáp này nó hiếm khi bị CPU lắm các bạn, tại vì nó ăn liền với CPU á. Thì là hai cái chân cộng như chân kia chân cứ như vòng trong vòng ngoài các bạn, là nó hiếm khi nó vô thẳng CPU luôn. Nên các bạn cứ bấm phím ha, bấm coi nó chạm hay không mà kiểm tra các bạn. Rồi nó thường kiểm tra trên tụ với lại bị cái nút nguồn này nhiều nha các bạn, đa phần là bị ha. Chứ còn bị CPU là cũng có nhưng mà vì hiếm nó ít nha các bạn. Kiểu cái chập CPU á, chập chân nút power key á là nó không ở nguồn được ha. Thôi sau khi mình các bạn đã sửa xong rồi nha, các bạn ráp vô lại nha. Đó, hôm nay mình hướng dẫn các bạn vệ sinh, các bạn vệ sinh lại nha. Vệ sinh cái nút bên trong nè, tháo cái chén phím này ra nè, có cái vòng trong vòng ngoài các bạn nhìn vệ sinh lại nha. Bây giờ mình gắn vô lại nha các bạn, gắn vô lại mình test ha. Rồi xong nha các bạn. Tiếp theo là mình dùng bộ nguồn nha các bạn, mình lấy bộ nguồn ra test thử luôn nha. Có cái nút power key này sửa xong giờ nha các bạn. Đối với những trường hợp này các bạn nhớ chú ý cho mình nha, không phải là nó bị mất bố, nó bị tự động stop á, tự động khởi động lên á là bị lỗi chương trình đâu, mà nó nhiều khi nó bị phần cứng nha các bạn, bị nổi lỗi nút nguồn á, nút nguồn bị chạm nha các bạn. Thôi các bạn cặp vô nè, bạn chạm thấy không, đây nè, nó không lên kim nữa nha các bạn, nó không tự động bút lên nha, kim vòng nó không ăn nha các bạn. Rồi các bạn bấm bao ok cho mình đây nè, rồi các bạn thấy không, nó lên nguồn là ok nha các bạn, vậy là nó ok nha các bạn. Đây nè, rồi vậy là xong nha các bạn thử nha, các bạn thử nó không bị chạm nữa nha. Rồi các bạn ráp vô, ráp máy vô nha. Vậy là cái bao này mình sửa xong nha các bạn. Nó bị chạm với nút nguồn nó là ok nha các bạn. Cái trường hợp này các bạn có thể áp dụng nhiều loại máy nha các bạn trên thị trường á. Các bạn chú ý cho mình á, cái máy như LG nè, Oppo cũng có, Samsung. Trong bất kỳ trường hợp máy nào các bạn, máy
cái nút power key á, nó dùng phím bấm bình thường á, hoặc là cái nút nó dùng các phím các bạn. Các phím nguồn á thì các bạn kiểm tra cho mình nha. Mấy cái nút nguồn hay là cái các phím nguồn các bạn nếu mà muốn thay á thì cho mua ở ngoài cái cửa hàng nha các bạn, bán linh kiện á. Nó có sẵn cho mình nha. Các bạn nào không muốn sửa thì các bạn có thể tự mua về thay nha. Thay cũng dễ dàng nha các bạn. Nhiều khi các bạn không biết á, nhiều khi anh em mà mới thực tập vô, mới vô nghề á, anh em không biết ấy. Rồi đây mình gắn vô mình thử nha các bạn. Đây nè. Ok nha các bạn. Rồi nguồn lên. Mấy nút nguồn này chú ý nha các bạn. Cái nguồn onbo là cái nó dùng cắt nguồn á. Các bạn cũng làm tương tự y như vậy nha các bạn. Cho stop nó khởi động lên nha các bạn. Cái khởi động này hơi lâu nha các bạn. Mấy Nokia S2 nè, nó khởi động hơi lâu xíu ha. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Cái gì các bạn cần hướng dẫn tư vấn gì á, các bạn cứ viết lại comment ha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video phía sau nha các bạn.